Dễ chưa? Xin chào tất cả các bạn. Vâng, đúng 8:30 mình có mặt với các bạn tại lớp học ngày hôm nay. Hôm nay có rất nhiều điều thú vị sẽ chia sẻ với các bạn. Đã có ai có mặt rồi ạ? Chắc là nó chưa tìm thấy nhóm hay sao ấy. Chưa thấy ai cả. Sao có 8 người nhưng mà sao cô không nhìn thấy ai hiện lên nhỉ? Rồi nhất trí. Dù chưa nhìn thấy ai nhưng cũng xin chào tất cả các bạn. Xin chào cả gia đình nhà mình và hôm nay có một bài vô cùng quan trọng chia sẻ với các bạn trong khoảng thời gian 30 phút. Vì mình vừa ở quê ra cũng rất là bận. Trước hết chúng ta phải nhận thấy một điều rằng đó là thành công thì có phương pháp và thất bại thì nó có nguyên nhân. Và tôi biết chắc chắn rằng là rất nhiều người ngày hôm nay ngồi đây đã từng gặp rất nhiều thất bại. Có thể một ngày các bạn inbox cho khoảng 20 người, 30 người nhưng mà cuối cùng chẳng có ai làm cả. Hoặc là có người trong tháng tuyển được 50 người nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một người làm thôi. Ví dụ như vậy thì đấy là điều tôi đã từng trải qua, xin chia sẻ với các bạn tất cả những điều như thế. Và khi tìm hiểu ra các nguyên nhân thì chúng ta thấy một điều như sau. Đó là tôi có những tháng tôi tuyển 30 người nhưng mà chỉ có một người làm thôi. Thế còn lại 29 người còn lại là 29 người cho tôi những bài học kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm đó là gì? Đó là nếu chúng ta không học theo bảo trợ nói mà chúng ta không ghi chép, chúng ta không chịu học hoặc chúng ta học à ơi, được chăng hay chớ, buổi được buổi cái. Làm không đến đầu đến đũa, chúng ta sẽ phải chấp nhận đó là chúng ta không có kết quả. Thế thì ngày hôm nay sẽ nói với các bạn đó là 3 tháng, bí mật 3 tháng các bạn chốt 21. Các bạn phải chốt 21. Và các bạn làm đúng theo nguyên tắc chúng ta, làm đúng lộ trình chúng ta sẽ làm được điều đó. Không biết là các bạn đã sẵn sàng cho công việc này chưa ạ? Đã sẵn sàng cho cái việc đó là 3 tháng các bạn chốt 21. Còn những bạn nào đã chốt rồi thì chúng ta cam kết đó là chúng ta sẽ dìu dắt cho những bạn mới cũng 3 tháng họ chốt 21. Thì đấy là điều muốn nói với các bạn. Hôm nay hình như mạng có vấn đề cho nên tôi không đọc được bất kỳ một lời bình luận nào của các bạn tại đây. Ngọc và xem ở trong máy của em có bình luận không? Vâng. Tôi không nhận đọc thêm bất kỳ một lời bình luận nào. Điều đấy có nghĩa rằng là tôi sẽ không có thể đọc được bất kỳ một câu hỏi nào của các bạn. Rất là buồn ở cái chỗ như thế nhưng không sao. Tôi biết tất cả những câu hỏi của các bạn bởi vì tôi đã từng trải qua những khó khăn như thế. Cho nên hôm nay sẽ đi vào trọng tâm. Trước hết các bạn có thể thấy một điều rằng đó là thành công thì có phương pháp và thất bại có nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân là gì? Thì trước hết chúng ta phải nói với nhau rằng đó là để học 4 năm, để làm một công việc chúng ta phải học 4 năm đại học. Sao ở đấy lại có nhỉ? Mới chào thôi. Ờ. Mới kéo là đúng không? Nhưng mà sao đây của cô không có đây? Ai biết được không? Em cầm máy. Đấy. Gạt đi rồi. Dạ vâng ạ. Và đã nhìn thấy các bạn rồi. Khổ, vẫn còn chưa biết sử dụng điện thoại. Thế mới khổ chứ. Thế thì học 4 năm đại học, các bạn học 4 năm mất rất nhiều tiền. Và cuối cùng các bạn ra trường các bạn mới chỉ là biên chế. Tôi chưa có vài biên chế như tôi cũng thế. Tôi có 4 năm đại học, rồi sau đó 2 năm học thạc sĩ. Và hiện nay tôi ra trường là 20 năm, mà lương bây giờ mới có 6 triệu 2. Như vậy để chúng ta học là 4 năm như vậy và học thêm 6 năm nữa và có một khoản tiền lương như vậy mà bây giờ chúng ta chỉ học có 3 tháng, chúng ta có thể kiếm được tối thiểu là 10 triệu và chúng ta đã sẵn sàng đúng không ạ? Vâng, xin chào Nghiệp, xin chào tất cả các bạn. Vậy chúng ta sẽ sẵn sàng. Vậy thì trước hết chúng ta muốn đạt được 3 tháng cho 21 chúng ta phải vẽ ra cái mục tiêu của các bạn. Chúng ta phải vẽ ra mục tiêu và chúng ta phải đạt bằng được, có nghĩa chúng ta phải cam kết. Chúng ta sẽ vẽ ra mục tiêu như nào? Ví dụ các bạn vẽ ra tháng đầu tiên các bạn vào làm tôi không cần biết như nào các bạn phải chốt 9%. Vậy ngày hôm nay những bạn nào mới vào các bạn phải đặt mục tiêu đó là chốt 9%. Thứ hai là gì? Thứ hai là các bạn sẽ tháng thứ hai các bạn phải chốt 15% và tháng thứ ba các bạn phải chốt 21%. Và tất cả những điều như vậy chúng tôi vẫn đang làm và rất nhiều tuyên viên tôi đã đạt được những điều như thế. Tôi lấy ví dụ tôi 3 tháng chốt 21. Ví dụ chị Oanh Trần 3 tháng chốt 21. Ví dụ như chị Nga Bắc Cạn 3 tháng chốt 21. Chị Trần Thị Anh cũng 3 tháng chốt 21. Và còn nhiều người khác nữa cũng 3 tháng chốt 21. Như vậy việc các bạn chốt 21 là việc hết sức bình thường. Có thể có một số người mới vào còn chưa hiểu 21 là cái gì. Thì các bạn cứ hình dung như này, đó là ngoài việc công ty Orim Frame trả cho các bạn 30% trên giá gốc thì chúng ta được hưởng thêm từ 3 đến 21% trên đội nhóm. Và 21% là mức trả gì ạ? Trả phần trăm cao nhất.
Thế còn các bạn muốn thưởng chức danh, các bạn muốn thưởng lương, các bạn lại tiếp tục đạt tiếp những doanh số khác, nhưng 21 là ở chức danh. Các bạn có thể, tối thiểu là các bạn có thể kiếm được khoảng 10 triệu tiền lương. Đương nhiên nó có thể cao hơn. Thì ít nhất chúng ta phải cam kết, chúng ta phải có lộ trình và chúng ta cam kết bằng được. Và như thông báo ở ngay phần đầu đó là những bạn nào chưa đạt được, các bạn cam kết vào học nghiêm túc và các bạn làm điều đó thì các bạn hãy nghe học. Còn nếu không bây giờ các bạn có thể rời gót. Vì ngày hôm nay tôi chỉ dạy cho những người làm thật sự tích cực và cam kết là chúng ta sẽ làm điều đấy. Bởi vì nếu các bạn đi theo chúng tôi mà các bạn không có tiền, đấy là lỗi của chúng tôi nhưng đồng thời cũng là lỗi của các bạn, bởi vì các bạn không chịu học. Vậy thì sau khi chúng ta cam kết với nhau rồi thì cái chìa khóa và bí quyết thành công đó là như sau. Trước hết, cái việc cho thông tin đầu tiên là vô cùng quan trọng. Sau khi các bạn đăng tin hoặc các bạn có thể gọi điện cho người thân bạn bè thì cái việc cho thông tin là rất quan trọng để họ quyết định có làm cho chúng ta hay không. Vâng, cháu chào cô Nhiễu ạ. Để họ có làm với các bạn hay không. À, tôi lấy ví dụ ngày hôm nay tôi gọi điện cho một người bạn của tôi. Thì cái người bạn đấy là nam giới. Và rất nhiều ngày tháng trong suy nghĩ và họ cài đặt sẵn vào cái phần mềm ở trong đầu họ đó là Nhung chỉ làm mỹ phẩm. Điều đó có nghĩa rằng Nhung đi bán mỹ phẩm. Và điều đó cũng có nghĩa rằng mình là nam giới, mình không làm mỹ phẩm. Nhưng ngày hôm nay tôi cho thông tin bằng cách như sau. Sau khi gọi điện hỏi thăm nhau sức khỏe, làm ấm mối quan hệ thì tôi cho họ thông tin đó là ở công việc của chị không phải là bán mỹ phẩm mà công việc của chị đó là tặng cho nhau cái phương pháp làm online. Thế thì cậu ngớ người ra phương pháp làm online là cái gì? Thì tôi mới dẫn đến một câu chuyện. Không biết ở đây có ai biết về cái câu chuyện gà KFC chưa ạ? Cả nhà có thích ăn gà rán KFC không? Cả nhà thích ăn gà rán KFC không? À, Trang Long thích ăn nè, đúng không? À, Ngọc có thích ăn gà rán KFC không ạ? Em có. Vâng, à, rất cảm ơn các bạn. À rồi, rất nhiều bạn thích ăn gà rán KFC. Thực ra dù các bạn không thích ăn gà rán KFC hay bạn có thích gà rán KFC chăng nữa thì cái câu chuyện về gà rán KFC và ông tổ của người làm ra cái món gà rán KFC đấy đã đi vào huyền thoại của thế giới. Và các bạn có biết không, người đàn ông đó đã thành công khi ở độ tuổi 65. Các bạn thử search trên Google tìm hiểu về câu chuyện về gà rán KFC. Ông này ban đầu là bán gà rán và đi tất cả các hiệu để mong muốn mọi người mua gà rán của mình về để bán. Nhưng về sau, sau khi cái cửa hàng của ông ấy không còn được trụ ở đấy nữa thì ông bắt buộc phải đi bán rong. Và sau đó thì sau này các bạn có biết không, đó là ông ấy bán công thức làm gà rán. Và công thức làm gà rán đấy, mỗi một cửa hàng ông lấy $1. Và các bạn biết rồi đấy, đó là $1 đấy với mấy chục nghìn cái quán gà rán như thế thì ông đã trở thành tỷ phú ạ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về việc đó là chúng ta bán mỹ phẩm. Bởi vì chúng ta nghe câu chuyện về làm gà rán, chúng ta thấy đó là ông ấy không đi bán gà rán để trở thành tỷ phú. Bởi vì nếu chỉ bán gà rán không thôi thì ông ấy sẽ không bao giờ trở thành tỷ phú. Điều đấy có nghĩa rằng nếu các bạn chỉ bán mỹ phẩm, các bạn không thể trở thành tỷ phú được, cũng như không thể thành triệu phú được. Vậy thì các bạn muốn kiếm được những khoản thu nhập chục, 20 triệu trở lên thì các bạn phải bán công thức. Cũng giống như cái ông kia kìa. Ông ấy không bán gì ạ, gà rán, mà ông bán công thức làm gà rán. Vậy thì chúng ta hãy tặng cho nhau công thức làm online. À, ở đây chúng ta không bán mà chúng ta tặng. Nhưng trước khi chúng ta nhận lại, chúng ta nhận cái gì? Tôi lấy ví dụ ngày hôm nay tôi mời bạn Phương tặng cho bạn công thức online. Nếu bạn từ chối thì tôi không nói làm gì. Nhưng nếu bạn đồng ý thì có nghĩa rằng là gì? Tôi sẽ được hưởng có thể là gì ạ? $1 trên bạn ý. Cũng khi nửa đô la, nhưng nếu có nhiều người như bạn ý chấp nhận cái phương pháp làm online như của tôi thì điều đó có nghĩa rằng là gì? Việc 3 tháng chúng ta chốt 21 là việc hết sức bình thường. Có nghĩa là kiếm 10 triệu trở lên là việc hết sức bình thường. Như vậy thông tin đầu tiên mà các bạn phải nắm được, bí quyết đầu tiên các bạn phải nắm được đó là các bạn chia sẻ thông tin. Cách đặt vấn đề khác nhau dẫn đến cách làm việc khác nhau. Đấy là điều vô cùng quan trọng mà tôi muốn nói với các bạn. Đấy là mấu chốt, then chốt nhất. Các bạn gọi điện cho các bạn của các bạn nói rằng là hãy đi bán mỹ phẩm đi và các bạn đưa catalog. Với những người mà người ta có tầm bình thường ấy, người ta bán mỹ phẩm cũng được nhỉ. Bán thỏi son thì được vài chục nghìn, bán được cái này được vài chục nghìn, họ rất thích. Nhưng với những người có tầm leader, họ không bao giờ muốn đi bán mỹ phẩm để có thể kiếm vài trăm nghìn ở đó. Thì đấy chính là phương pháp làm online và bí quyết ngày hôm nay tôi sẽ dạy các bạn. Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng đó là
Vấn đề đặt vấn đề là vô cùng quan trọng. Đặt vấn đề là vô cùng quan trọng. Sau khi tôi đặt vấn đề với người bạn nam của tôi, bạn ấy từ chối làm mỹ phẩm. Em không làm mỹ phẩm và em không bán mỹ phẩm. Và trong suy nghĩ của bạn ấy từ ngày thời đẻ thời mà tôi đi học cao học là bà Nhung bán mỹ phẩm thôi. Thì ngày hôm nay tôi đặt vấn đề khác, đó là giống như là cái ông đi làm gà rán ấy. Đó là ông bán phương pháp làm gà rán. Thì ngày hôm nay chị tặng cho em phương pháp làm online. Các bạn có thấy nó khác không ạ? Cả nhà có thấy cái vấn đề đặt ra nó có khác không? Mà hầu hết hiện nay tôi thấy 80% các tư nhân viên đều tuyển tư nhân viên vào để đi bán hàng. Các bạn có thấy điều này đúng không ạ? Vâng ạ, khác đấy ạ. Vấn đề đặt ra đã khác. Vâng, xin chào Như Quỳnh. Xin chào các bạn. Như vậy vấn đề đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn bí quyết ngày hôm nay đó là vấn đề gì ạ? Đó là cho thông tin. Như vậy, vâng, bạn Hòa hôm nay đã xuất hiện rồi, khác nhiều rồi, vâng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau đó là chúng ta không bán mỹ phẩm mà chúng ta tặng cho nhau phương pháp làm online. Nhớ nhá. Bây giờ mà ai nói từ bán mỹ phẩm chết với tôi. Chết với tôi. Như vậy các bạn muốn cho được thông tin cho họ thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn phải học thuộc bài. Sau đó các bạn làm sao nhỉ? Các bạn nói cho họ. Thì đấy là bước thứ hai tôi sẽ nói với các bạn. Như vậy việc đầu tiên các bạn nhớ, chúng ta cam kết với nhau về việc như thế. Các bạn không thể nói khác đi được. Nếu như các bạn nói rằng đi bán mỹ phẩm, tôi khẳng định các bạn thất bại luôn. Có một số người người ta vẫn đi bán đấy, nhưng mà cái tầm của họ có lưu diêu diêu, ngoài trừ trường hợp có một số người bứt phá thôi. Còn lại nó chỉ lưu diêu. Vâng, đích cuối cùng, vâng, đây là bước thứ hai nhá. Đinh Công Lương, Đinh Công Long, bước thứ hai. Sau khi các bạn đặt vấn đề như vậy, họ đồng ý với các bạn, thì các bạn sẽ chia sẻ với họ, đó là các bạn sẽ hướng dẫn họ làm theo quy trình. Chúng ta muốn lên 21, chúng ta phải qua mức 15. Chúng ta qua mức 15 thì chúng ta muốn có mức 15, chúng ta phải qua được mức 9 ạ, 9%. Vâng, xin chào em Vinh, 18 tuổi. Chúng ta phải đạt ở mức 9, như vậy chúng ta sẽ dừng ở mức 9 nhé cả nhà nhé. Bước đầu tiên, bước đệm đầu tiên là mừng ở mức 9 nhé cả nhà nhé. Vậy mức 9 đó, một tư nhân viên vào, các bạn phải dạy cho họ cái gì? Đầu tiên đó là phải đăng được tin. Vâng, Uyên Phương, vâng, chào em. Vâng, gọi tên em rồi, sẽ gọi tên em, tên Nguyệt, tên Vân Anh Đỗ. Chị sẽ gọi tất cả các em, nhưng bởi vì là số lượng người bây giờ lên đến hơn 70 người rồi ạ. Như vậy đầu tiên là phải đăng được tin ạ. Thì các bạn cho họ cóp, tôi đang có việc làm thêm thế này, hoặc là đăng kiểu gì đăng tôi không còn biết, chỉ cần biết rằng phải học được cách đăng tin. Như vậy chúng ta sẽ cho họ cóp. Bước thứ hai quy trình đó là chúng ta phải hướng dẫn họ gửi bản gì ạ? Mô tả công việc. Overframe là cái gì? Là cái gì, là cái gì? Tóm lại như vậy, hoặc bây giờ các bạn có đường link rồi đấy, các bạn có thể đưa cho họ đường link về trang web của tôi. Như vậy và bước thứ hai đó là họ phải làm sao nhỉ? Gửi được bản mô tả công việc cho các ứng viên. Sau khi gửi bản mô tả công việc cho rồi thì khoảng 10 phút sau các bạn phải gọi điện lại để chốt. Cách làm việc đó là làm việc theo kiểu gì ạ? 1-1. Các bạn đem con bỏ chợ, đấy là sai lầm lớn nhất của các bạn. Tôi thấy có rất nhiều tuyển người mới vào xong đem con bỏ chợ chẳng dạy dỗ gì cả. Kết quả là gì? Kết quả là họ chẳng biết cái gì hết. Rồi sau họ lang thang đi chỗ nào chỗ kia, rồi họ làm, rồi họ rơi rụng. Vậy thì chúng ta phải gọi điện để chốt. Chốt bằng cách đó là em vừa xem mỹ phẩm Oriflame rồi đúng không? Em vừa xem rồi đúng không? Thì từ trước nay mọi người vẫn đang bán hàng. Công việc của chị chỉ bán 10% thôi. Còn lại đó là chị hướng dẫn em làm online để em trở thành một nhà phân phối lớn. Em học đi và em sẽ kiếm được tối thiểu 10 triệu một tháng. Em có sẵn sàng? Nếu em sẵn sàng làm, chị sẽ hướng dẫn em. Còn nếu em không cam kết, em không sẵn sàng, chị không dạy luôn. Tức là chúng ta phải rắn luôn ngay từ đầu như vậy. Ai làm là chúng ta dạy cho họ, sẵn sàng dạy ngày đêm. Như vậy bước thứ ba đó là các bạn lấy điện thoại ra, gọi điện cho họ, gọi điện vào Messenger, tùy các bạn gọi nào gọi. Sau khi gọi xong bước thứ ba, bước thứ tư là các bạn phải hứa với họ. Cùng nhau hứa với họ, họ cam kết rồi mà, chúng ta phải hứa. Được, em cam kết thì chị hứa với em, nếu như em làm được chị hứa với em là 3 tháng em cũng phải lên 21, tức là em kiếm được 10 triệu trở lên. Sau khi lời hứa với họ rồi thì bây giờ là lúc chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta bắt đầu dạy họ. Đúng ạ, đấy mới là chỉ cho thông tin thôi ạ. Để trao đổi thôi, để chốt lại. Và bây giờ chúng ta dạy họ như sau. Trước hết, đó là các bạn cho họ đăng bài. Và yêu cầu họ cam kết trong vòng 1 tuần họ phải tuyển dụng được 10 người. 1 tuần phải tuyển dụng được 10 người.
nhất định phải là như thế. Họ làm đêm làm ngày tôi không cần biết, nóng hay ấm hay lạnh tôi không cần biết, chỉ biết là 10 người trong một tuần. Vì các nhóm khác họ làm được, tôi cũng làm được. Tôi cũng làm được. Vậy thì tại sao các bạn không làm được? Vậy nếu bạn không làm được thì bạn sẽ không thể chốt được 21, hay có thể nói là bạn không thể mang biển số 21 được. Vậy thì trong một tuần đầu tiên bạn phải đào ra được cho tôi 10 người. Các bạn nhớ, các bạn phải huấn luyện ở họ ngay tư tưởng đầu tiên là người nghèo nhìn kết quả mà sướng. Ai bán được đơn hàng 1 triệu cười phe phé cả ngày. Nhưng người giàu người ta không bao giờ nhìn vào kết quả người ta cười đâu các bạn ạ. Mà người ta nhìn vào kết quả để người ta học tập. Ngày hôm nay tôi tuyển được 10 người, nhưng chỉ có một người làm việc thôi. Thì có nghĩa là 9 người kia sẽ cho tôi 9 cái bài học để tôi trưởng thành hơn. Đấy là tư duy của người giàu. Và đấy là tư duy của một leader. Vậy thì chúng ta phải cho họ thấy rằng họ sẽ phải gặp nhiều khó khăn. Sau khi tướng dẫn họ tuyển dụng 10 người như vậy rồi, sau đó thì làm sao nhờ chúng ta dạy họ. Dạy họ về cách đăng tuyển dụng này, đăng bán hàng. Và một điều vô cùng quan trọng để các bạn có thể làm được việc đó là trước khi mang đứa con này ra ngoài để thực hành. Các bạn nhớ đấy, chúng ta học đại học xong chúng ta phải có đi thực hành, được thực tế đúng không ạ? Vâng, chúng tôi làm giáo viên thế, học 4 năm thì trước khi ra trường chúng tôi phải có đi thực tế. Hay người ta gọi là cái gì nhỉ Ngọc nhỉ? Thực tập. Vâng, thực tập, vâng ạ. Vậy thì có rất nhiều người mà tôi thấy đội nhóm của chúng ta chưa làm điều đó là chưa ai cho tư vấn viên thực tập. Chưa ai cho tư vấn viên thực tập, đó là gì? Đó là sau khi các bạn cho họ thông tin xong thì các bạn phải cho họ thực tập. Em ơi, nếu chị là người mới, chị muốn hỏi em thì em trả lời thế nào? Cho họ thực tập luôn, em ebook đi. Và một điều vô cùng quan trọng nữa phần cuối đó là tạo rào cản với họ. Và làm được phần này tôi khẳng định các bạn là 99% các bạn thành công. Tạo rào cản là gì? Một người thầy giỏi là một người biết ra đề cho học sinh. Các bạn phải ra đề cho tư vấn viên của các bạn. Tôi lấy ví dụ ngày hôm nay tôi mời bạn Duy Linh vào làm. Ngày hôm nay tôi mời bạn Nga vào làm. Tôi sẽ phải ra đề như sau. Này Nga ơi, bây giờ em ra cái kiếm đăng bài ấy, có đứa bảo đa cấp đấy, em trả lời nào. Đấy là rào cản đầu tiên mà tôi thấy 90% mọi người đều mắc phải. Rào cản đầu tiên ạ. Vậy thì sẽ phải hướng dẫn họ trả lời, ơ đa cấp à, đúng, đây là đa cấp, nhưng là loại đa cấp chân chính, không đóng tiền. Phải bỏ tiền ra thì mới làm được. Và bây giờ áp dụng làm phương pháp làm online rất hiệu quả. Không đầu tư cửa hàng vân vân. Phân tích cho họ về bản chất công việc. Cái rào cản thứ hai đó là rất nhiều người về bị các anh chồng gì ạ? Ơ, cô ơi, làm sao làm kinh doanh được? Hàng ngày cô đang ăn bám tôi này, mà vô tích sự như cô làm sao làm được làm ăn lớn? Tóm lại là sẽ gặp phải rào cản thứ hai đó là chính người thân. Điều đấy cũng rất là dễ hiểu vì người thân của chúng ta luôn luôn sợ chúng ta bị lừa. Chúng ta ra bài tập thứ hai là nếu chồng em cản em sẽ nói gì? Rào cản thứ ba. Có chị ạ. Có người nói rằng là gì? Ô, Oriflame hả? Ta biết Oriflame nhiều lắm rồi. Ta thấy từ lâu lắm rồi nó chẳng có tiếng lắm đâu. Tao chẳng thấy nó quảng cáo trên TV. Tao chẳng thấy nó ở các cửa hàng cửa hiệu. Tóm lại là gì? Tóm lại là tao không làm. Đấy. Vậy thì với cái rào cản đấy các bạn sẽ làm gì? Tiếp, rào cản tiếp theo. Có người nói rằng là gì ạ? Tôi không có duyên để bán hàng. Bây giờ cho tư vấn viên mình ra gặp phải rào cản là tuyển tư viên xong các bạn mới là em chẳng biết bán hàng đâu chị ạ, em không có duyên. Vậy thì với rào cản đấy các bạn phải dạy cho họ, ở đây không phải là vấn đề duyên. Các bạn lấy dẫn chứng về những con người kỳ diệu trong Oriflame. Có những người mà bị liệt hai chân nên phải ngồi cái xe lăn. Những người đấy duyên gì? Ví dụ như cô Nhiễu ở trong nhóm của chúng ta đấy. Cô Nhiễu ở Nick Chai Sula, năm nay cô ấy 58 tuổi. Cô có bao giờ dùng mỹ phẩm đâu. Thế mà tại sao 3 tháng cô chốt 21? Thì duyên ở đâu? Đúng không ạ? Đam mê công việc, yêu thích công việc, yêu thích tiền, yêu thích thay đổi cuộc sống, đấy chính là duyên. Vâng ạ, vậy thì đấy là rào cản tiếp theo. Rào cản tiếp theo nữa đó là gì? Đó là chúng ta phải tạo rào cản cho tư vấn viên. Em ơi, nếu bây giờ em đăng bài xong, có đứa nó vào nó bảo, lại đa cấp lừa đảo đấy. Có đứa nó vào nó bảo là ôi cái mỹ phẩm này chẳng thấy hiệu quả đâu. Có đứa vào nó bảo là ôi thế này thế kia. Vậy thì các bạn phải tạo các rào cản đấy ra. Và tôi khẳng định với các bạn luôn, khi các bạn tạo tất cả các rào cản cho các tư vấn viên của các bạn, họ trả lời được hết.
thì bài thi đã qua. Việc họ ra ngoài họ chiến đấu, chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ các bạn không hề tạo cho rào cản cho các một tư viên nào, các bạn ra ngoài phát, đang hừng hực khí thế, đang hừng hực như vậy, ra ngoài một phát, tôi khẳng định với các bạn luôn là chết ngay. Bắt đầu về than thở, ui chị ơi em tưởng dễ lắm, ui đăng bài xong nó từ chối, khổ quá. Có người về, ui chị ơi chồng em nó cấm không cho làm. Tóm lại là đủ lời than thở. Vậy thì khi các bạn cho tư viên các bạn làm các bài thi như thế, mà tư viên các bạn vượt qua tất cả các bài thi như vậy, các bạn yên tâm cho họ ra ngoài đi chiến đấu. Điều đấy các bạn có làm được không ạ? Đấy chính là điều vô cùng quan trọng mà tất cả các tư viên của chúng ta không làm được. Vậy thì cách dạy cho tư viên tốt nhất đó là cách dạy 1-1. Còn nếu các bạn không có cách dạy 1-1, các bạn có nhiều tư viên thì các bạn sẽ dạy gì ạ? Dạy 4 người 1 trong vào một nhóm chat mà tôi vẫn đang dạy ở trong nhóm cho các bạn ấy, 4 người. 4 người vào từng nhóm. Thế thì chúng ta dạy vào nhà chúng ta hỏi han nhau về hoàn cảnh gia đình bạn bè xong rồi chúng ta dạy. Dạy xong chúng ta phải cho người ta thực hành. Thực hành về cái gì? Thực hành về bán hàng. Thực hành về cái gì? Thực hành về tuyển dụng. Nhất định là phải thực hành tất cả những điều như thế. Và khi mà tư viên của bạn được trang bị tất cả những cái kiến thức như vậy rồi thì họ giống như một chiến binh vậy. Họ sẵn sàng xông pha trận mạc. Và đừng nói với họ cái từ đó là rào cản, bởi vì họ đã vượt qua một cách ngoạn mục rồi. Vậy đấy chính là cái điều vô cùng quan trọng để họ có thể chốt 21 trong 3 tháng. Như vậy tuần đầu tiên phải cam kết đó là em tuyển về đây cho chị 10 người. Và chúng ta sẽ cùng nhau dạy họ, dạy cho họ 10 người. Tuần thứ 2 ít nhất em phải tuyển cho chị 8 người. Chị không còn biết nhưng em phải tuyển. Và một tư viên nghiêm túc đó là gì? Đó là 2 tiếng sau khi nghe xong thông tin, 2 tiếng sau là phải đăng bài luôn. Và chúng ta sẽ vào kiểm tra xem họ đăng kiểu gì. Tôi thấy có người chia sẻ xong, tôi inbox xong cứ môi rơi mỗi cái mặt mẹt đó, không thèm trả lời. Buồn ghê được ấy. Và tôi cũng cảnh báo luôn, nếu các bạn thực sự muốn làm Oriflame, các bạn sau này sẽ gặp phải nhiều trường hợp như thế nữa. Các bạn sẽ lúc đấy các bạn sẽ đừng buồn, bởi vì ngày hôm nay các bạn đối xử bảo trợ nào, ngày mai các bạn sẽ gặp bọn củ chuối còn hơn thế. Em ơi, em ra ngoài em nghe em bảo là gọi cô Nhung có việc gì, em là thư ký cô Nhung. Em bấm lên nghe. Thì các bạn thử tưởng tượng mà xem. Đó là nếu như các bạn mà không đào tạo tư viên của các bạn kiểu như vậy, các bạn cứ đem con bỏ chợ thì các bạn sẽ không bao giờ có thể thành công được. Cho nên các bạn hướng dẫn cho tư viên của bạn đăng bài thật nhiều như vậy. Khi đăng bài thật nhiều như vậy thì cái thạo đầu tiên đó là họ thạo đăng bài. Bí quyết ạ. Thứ hai đó là các bạn cho họ đăng bài bán, đưa ra các rào cản về việc bán hàng thì họ sẽ thạo về việc bán hàng. Sau đó lại tiếp tục làm sao nhỉ? Đưa ra các rào cản về việc tuyển dụng để họ thạo về việc tuyển dụng. Và tất cả những điều như thế sẽ được chốt lại bằng một cuộc điện thoại như sau. Các bạn nghe mình gọi điện thoại. Alo, chị là, chị xin tự giới thiệu, chị là Nguyễn Thị Hồng Nhung, trưởng nhóm của phương pháp bán hàng, trưởng nhóm của cái phương pháp làm việc online. Ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với em về cái công thức làm online. Và công thức đấy thực sự nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của em nếu em đón nhận nó. Bởi vì nó làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người trên thế giới và tại Việt Nam. Và chị cũng muốn nói với em luôn, đó là may mắn nó chỉ đến với chúng ta từ 1 đến 2 lần. Vậy thì em hãy nắm bắt. Và chị cam kết với em rằng nếu em thực sự muốn làm để kiếm tiền chân chính, chị giúp em. Ok, đấy là cách gọi điện của một cuộc điện thoại. Nó khác việc. Alo, em làm mỹ phẩm mà, em muốn làm mỹ phẩm à? Em vào trang chị xem, xong đó xem đấy hàng đấy không bán nhá. Đấy, bán hàng đi. Khác không ạ? Các bạn nhớ đó là các bạn hãy nói với họ bằng một cái từ để họ thực sự phải chú ý. Đó là một cơ hội kiếm tiền. Một cơ hội mà chỉ đến với cuộc đời con người từ 1 đến 2 lần thôi. Chốt luôn như thế. Còn nếu họ từ chối không nhận, chúng ta cũng đừng buồn vì điều đó. Các bạn hãy rời, tìm với một người khác. Nhưng trước khi rời gót, chúng ta nói luôn là em ơi, nếu sau này em muốn thay đổi, quyết định là muốn đón nhận cơ hội kiếm tiền bằng phương pháp online, hãy nhớ đến chị. Chị vẫn chờ em.
Thế còn họ quay lại hay không? Không quan trọng. Thì đấy là cái cách mà các bạn gọi điện. Đấy là cách gọi điện cho những người gì ạ? Người lạ của các bạn. Sau khi họ comment inbox trong dưới của các bạn. Mà các bạn đã hướng dẫn rồi, bây giờ các bạn gọi điện chốt lại. Còn khi các bạn gọi điện cho cái người gì ạ? Cái người mà thân thiết của các bạn. Ngày hôm nay tôi có một cuộc điện thoại của một người. Bạn ấy, tôi sau khi làm ấm mối quan hệ xong, bạn ấy bảo, em thấy chị giờ này đại gia lắm rồi đấy. Và các bạn biết tôi nói gì không? Ừ, chị cũng có cảm giác là chị sắp làm đại gia rồi. Nhưng mà có phúc thì cùng hưởng mà có họa cùng chịu. Chị rất muốn cậu đi theo theo chị để được cùng hưởng cuộc sống đại gia. Nói, ui, làm mỹ phẩm mà chị? Con trai không làm ở đâu? Em từ chối luôn. Thế tôi mới lấy về câu chuyện gà rán ấy, KFC ấy. Đấy, ông đấy ông không bán gà rán mà ông bán phương pháp làm online. Vậy thì chị cũng muốn mời em. Và chị muốn tặng em công thức làm online. Em thử đi. Thử không mất gì. Mà biết đâu đấy, cơ hội này lại đến với em. Có thể là không muộn đâu. Nhưng nếu em từ chối có khi là muộn. Vậy em hãy thử một lần đi không mất gì. Và ngay lập tức bạn đưa chứng minh thư làm luôn. Ờ, thử. Ra nhất trí, tôi bảo cam kết học đi. Bắt đầu dạy. Thì tôi hứa với bạn ấy rằng là tôi sẽ dạy cho bạn ý. Như vậy các bạn hình dung xong ạ, đó là nếu như các bạn không gọi điện, đây là một chìa khóa rất quan trọng, thì người ta sẽ rơi rụng ngay, bởi vì người ta nghe qua mạng người ta chẳng hiểu gì. Vậy các bạn nhớ, một trong những cái chìa khóa rất quan trọng đó là gọi điện để phân tích bản chất vấn đề. Gọi điện để cho họ hiểu. Gọi điện cho họ hiểu. Và tôi tin chắc chắn rằng khi các bạn gọi cho họ xong, kiểu gì họ cũng làm sao nhỉ? Họ cũng biết được công việc như nào để bắt đầu họ học. Thì bắt đầu chúng ta sẽ dạy họ này, từ đăng bài này, gửi bản mô tả công việc này, rồi là hướng dẫn cọ cách mở hàng. Mở hàng lấy may, mở hàng 100 điểm này. Đấy, nếu có những người ta không mở hàng được, ít nhất họ phải mở hàng 450.000 thì họ lấy quà này. Như vậy phương pháp mở hàng này. Phương pháp mở hàng xong thì sao ạ? Phương pháp mở hàng xong chúng ta sẵn sàng nghe điện thoại của họ. Chúng ta tạo rào cản với họ để họ thực hành. Sau đó nếu như mà chúng ta theo sát họ trong một tuần, trong 2-3 ngày mà chúng ta nghe hồi âm của họ, thì bao giờ cái điều đầu tiên bảo trợ nhớ đó là đồng cảm với họ. Eo em chán lắm, chả đăng tuyển được đứa nào à, chả có thằng nào nó mua hàng của em hết. Các bạn hãy đồng cảm với họ, đó là việc hết sức bình thường. Tôi cũng thế. Cái việc đăng bán hàng trên mạng ấy, thì cái buổi đầu tiên nó không phải đăng bán là để bán, mà cái buổi đầu tiên đăng bán để cho thạo việc đăng bài. Thứ hai là gì? Thứ hai là để cho mọi người biết rằng bạn đang làm công việc này. Thì ngày hôm nay họ không mua nhưng ngày mai họ sẽ mua, chứ không phải là đăng là bán được ngay. Bởi vì chúng ta là một người khách, chúng ta cũng không thể nào tin tưởng vào ai đó để chúng ta có thể mua, đúng không ạ? Đấy, thì đăng là nó có tác dụng vậy, để thạo các bạn ạ. Như vậy bước thứ nhất các tư vấn viên phải làm được, đó là bước 9%. Sau khi học thuộc về quy trình 9% thì bắt đầu chúng ta mới cho họ lên đến gì ạ? Bước thứ hai, tháng thứ hai là lên 15%. Thì 9% họ phải hiểu rằng là gì? 1.200 điểm. 1.200 điểm là họ phải tuyển được bao nhiêu người? Hôm trước tôi vừa nói với các bạn rồi. Tuyển được bao nhiêu người và mỗi người tối thiểu 100 điểm thì họ trong hệ thống của họ phải có bao nhiêu người? Đấy. Cách làm việc của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta không bỏ ra 100% công sức. Mỗi một người chúng ta gì ạ? À? Chúng ta được hưởng 1% của họ. Cho nên chúng ta có 100 người chúng ta vẫn có 100% công sức. Quan trọng nhất đó là gì? Đó là chúng ta đặt vấn đề. Và chúng ta theo sát, bám sát họ. Hãy bám sát 11 hoặc là 14 như ở trên nhóm chat tôi hướng dẫn các bạn. Còn nếu như các bạn không làm được điều đó, các bạn đem con bỏ chợ, tôi khẳng định với các bạn luôn là các bạn sẽ thất bại luôn. Như vậy sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, cuối cùng chốt lại. Đã cái phần nói chuyện vừa rồi chốt lại, tôi không muốn ngày hôm nay giảng nhiều cho các bạn nhiều. Là bởi vì một số người theo dõi có thể bài nó sẽ hơi mệt. Như vậy chốt lại đó là bước đầu tiên. Đó là chúng ta phải lập mục tiêu. Tháng này 9%, tháng sau 15%, tháng sau nó 21%, lập mục tiêu và phải theo sát nó. Thứ hai, đó là gì? Đó là chúng ta phải tạo quy trình. Quy trình đó là gì? Đó là thứ nhất, một là cho thông tin. Định hướng ngay từ lúc đầu, giống như là gà KFC ấy, cho thông tin. Sau khi cho thông tin xong thì bắt đầu chúng ta làm sao nhỉ? Hướng dẫn họ cách đăng tin. Đăng tin ạ, họ phải biết đăng tin. Đăng tin xong họ phải biết gửi bản mô tả công việc. Họ phải biết gọi điện để chốt thông tin. Tức là chúng ta phải thực hành với họ. Em ơi, nếu chị là người mới của em thì em gọi điện em nói gì với chị? Tức là phải cho họ thực hành. Rồi là gì ạ? Chúng ta cam kết với họ.
Họ cam kết chúng ta hứa với họ. Và họ phải hứa tuần đầu tiên phải tuyển được 10 người. Còn các bảo trợ với tư cách là bảo trợ thì sẽ làm như thế gì? Bây giờ các bạn quay lại nhóm. Các bạn sẽ làm một việc như sau. Với tư cách là bảo trợ nhé. Các bạn sẽ vào các nhóm, các bạn có thể nói như sau, đó là ngày hôm nay hoặc là ngày mai mình rảnh một tiếng, mình sẽ dạy cho 3 người. Đúng 3 người thôi, như vậy mình là 1, là 4. 4 người vào một nhóm. Mình dạy cho các bạn, nhận dạy 3 người, ai comment nhanh nhất, ai like nhanh nhất, nhận luôn. Nhưng mà những người mà mình dạy là những người cam kết là, ví dụ bạn này bạn đang 0%, bạn tháng này bạn phải cam kết 9% mình sẽ dạy. Hoặc là bạn phải cam kết luôn đó là gì, đó là tuần này các bạn phải đạt được 100 điểm hoặc 200 điểm. Hoặc bạn phải cam kết lên được 3, tuyển được 3 người, tóm lại các bạn phải ra đề cho họ. Và chúng ta nhận dạy họ, dạy trực tiếp luôn. Như tôi cũng thế, tôi không thể nào dạy trực tiếp tất cả mọi người được. Nhưng ngày mai sẽ bắt đầu sắp xếp thời gian dạy cho gì ạ? Dạy cho tầng sâu. Vậy thì ai tích cực tôi sẽ dạy. Đúng không? Như vậy là để cho họ thấy rằng không phải ai cũng được bảo trợ cấp cao dạy. Họ phải cố gắng chứ, họ phải nỗ lực chứ. Và chúng ta cũng nói luôn, sau khi bốn cái mặt mẹt vào trong một nhóm rồi, bốn người vào một nhóm rồi, các bạn điểm danh luôn. Đó là nếu các bạn có mặt là phải có giấy bút ra. Nếu ai không có mặt, không thấy rơi cái mặt xuống, các bạn cho ra khỏi nhóm luôn cho tôi. Tức là chúng ta phải tỏ thái độ luôn là nghiêm khắc ngay từ đầu. Để chúng ta cho người khác vào, rất nhiều người chưa được học. Anh được dạy trực tiếp mà tại sao anh không học? Thì các bạn phải cam kết ngay từ đầu như vậy và chuẩn chỉ luôn. Nếu như bạn vào trong nhóm này bốn người rồi, bạn cam kết bạn học rồi tôi sẽ dạy bạn, thì phải điểm danh phải có mặt luôn. Các bạn có thể gọi điện cho họ, đã đến giờ học, điểm danh đúng bốn người bắt đầu dạy. Các bạn dạy cho những điều mà tôi vừa dạy cho các bạn. Đó là dạy họ cách đăng bài này, dạy họ cách tuyển dụng này, dạy họ sau đó họ thực hành trong nhóm luôn. Em ơi, Ngọc ở trong nhóm của chị hả? Ok, vậy thì bây giờ chị có một người mới, em sẽ cho chị cái gì, em sẽ nói với chị cái điều gì. Sau đó chị bạn lại cho yêu cầu những người khác làm như vậy. Tất cả đều trả bài tại chỗ luôn, đòi hỏi trả bài luôn. Sau khi trả bài xong rồi, bước thứ hai là gì? Em ơi, nếu như chị gặp rào cản thế này, em gặp rào cản này, có bạn nói đa cấp, bốn người trả bài cùng một lúc luôn, chấm điểm tại chỗ luôn, sửa luôn. Thế nếu em gặp rào cản chồng em không cho làm, giải quyết luôn. Em ơi, nếu mà Oriflame là thế này này, rào cản giải quyết luôn. Bạn bè em nó chế giễu em vì em làm, giải quyết luôn. Tất cả các bạn đều phải giải quyết luôn. Người thầy giỏi là người do ra đề giỏi. Chấm bài tại chỗ luôn, trả bài học sinh luôn. Đấy, trong vòng một tiếng các bạn làm. Nếu một tiếng đấy không làm hết, tiếng sau các bạn làm. Bằng được nó phải ra kết quả. Và tôi tin chắc chắn rằng nếu như các bạn làm được tất cả những điều như thế, thì tôi khẳng định với các bạn rằng hệ thống của bạn chỉ có lên thôi chứ không bao giờ tụt. Và chắc chắn rằng là gì ạ? Là không có cái chuyện là gì ạ? Các bạn đang 9% mà các bạn tụt xuống 6, hoặc các bạn cứ ở mãi 9%. Các bạn chỉ ở 9% hoặc các bạn tụt, các bạn không thể lên được là bởi vì các bạn không làm được đúng như thế. Các bạn tuyển các bạn thất bại là bởi vì các bạn đặt vấn đề với họ đã sai rồi. Hôm qua các bạn chia sẻ tôi là chị ơi, em có một tư vấn viên nói rằng là em họ không muốn bán hàng online, họ chỉ muốn bán hàng truyền thống thôi nọ kia. Họ nhiều phương pháp này kia, tôi bảo em đã cho thông tin sai rồi. Ngay lúc đầu em cho họ làm sai rồi. Vậy thì cái điều đầu tiên rất là quan trọng là như thế. Thì ngày hôm nay nói lại với các bạn như vậy để các bạn ghi chép lại cụ thể, các bạn học thuộc và áp dụng với đội nhóm các bạn. Và có một điều như này mà các bạn luôn luôn nhớ, đó là bảo trợ luôn luôn đúng. Điều 1. Điều 2, nếu có vấn đề gì sai, hãy xem lại điều 1. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay các bạn hãy nhớ rằng lời của tôi nói chỉ có đúng thôi. Các bạn hãy làm và làm theo. Các bạn, nếu các bạn thực sự là có phương pháp làm hay hơn, các bạn cứ áp dụng. Nhưng tôi khẳng định với các bạn rằng là nếu như các bạn không làm theo những bước như thế, thì cái việc mà hệ thống các bạn rơi rụng vào ngủ là việc chỉ một sớm một chiều thôi. Cho nên hy vọng các bạn sẽ làm tất cả những điều như vậy. Các bạn trang bị tất cả những kiến thức như thế thì tư vấn viên của bạn sẽ xông pha trận mạc như những cảm tử luôn, đội cảm tử luôn. Chỉ có thắng thôi chứ không bao giờ có thua. Đấy, như vậy là gì ạ? Chốt lại đó là tạo quy trình, đăng tin, tuyển dụng, bán hàng, cho thông tin, biết cách gọi điện. Và cuối cùng chốt lại đó là gì ạ? Thực hành và tạo rào cản. Phần quan trọng nhất mà chúng ta bỏ qua đó, thực hành và tạo rào cản. Đấy là điều rất quan trọng. Còn nếu em con tìm cho mẹ cái pin rồi.
Còn nếu các bạn mà không tạo rào cản được cho họ, không làm được tất cả những điều như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Bây giờ lúc chúng ta sẽ hỏi lại, đặt ngược lại câu hỏi với bảo trợ. Tôi với tư cách là bảo trợ sẽ giải thích cho các bạn một vài câu trước khi tôi dừng lời. Có ai hỏi gì không ạ? Có ai hỏi gì không ạ? Vâng, cả nhà mình có ai hỏi không ạ? Vâng, An Hường. Em ơi, thấy bài hôm nay có, mọi người thấy bài hôm nay có bổ ích cho các mọi người không ạ? Chứ hay có thấy bổ ích không ạ? Tôi vừa ở trong quê ra nhưng mà tôi vẫn phải dạy ngay cho mọi người luôn. Kiếp chào Tuấn Phong. À, chào Phong. Vâng, Thủy Hoàng thực hành luôn đi. Vâng. Vâng, em hỏi đi, Quỳnh Lâm hỏi đi ạ. Vâng ạ. À, vẫn câu hỏi đa cấp thì đơn giản, chúng ta hiểu thế nào đa cấp chân chính và đa cấp bất chính rồi. Có một loại đa cấp chúng ta phân tích, đa cấp bất chính chúng ta không cần phân tích nhiều, chỉ cần biết đa cấp, loại đa cấp bất chính là cứ đóng tiền vào ngồi chờ tiền thôi. Thằng ngồi trước là thằng có tiền, thằng vào sau đóng tiền cho thằng ngồi vào trước. Còn Oriflame của chúng ta là không đầu tư vốn, không đầu tư cửa hàng, không có rủi ro, vân vân. Em ơi Hoài Linh, nếu 3 tháng không chốt thì có làm lại được không ạ? Đương nhiên là vẫn làm lại được chứ. Làm lại luôn, chẳng ở đây là tự do. Nếu cháu muốn làm lại là cháu làm. Và cháu đang là người làm lại đấy. Vâng. À vâng, ôi chị Thoa. Em thấy chị xuất hiện rồi. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Em ơi, cho sữa tăng cân cho người lớn kể cả giảm cân, thế là trẻ con đều uống, con là chị đang uống nhá. Con nhà Ngân đang uống, tất cả đều đang rất uống nhá. Nông Huyền nói có một tuần tuyển không được 10 người, bọn chị tuyển bình thường. Tất cả mọi người đều tuyển bình thường em ạ. Em không tuyển được, em phải tuyển. Đêm nay em lập danh sách người quen, người quen. Bạn thời đại học, bạn thế nọ thế kia vân vân. Em tuyển hết cho chị. Vâng, dạy cho thông tin xong thì dạy xử lý rào cản em ạ. Dạy xử lý rào cản. Ví dụ bạn Hoa Hà đang nói là nhóm em còn bạn chồng không cho làm ấy. Có thể tạo rào cản chứ. Tạo rào cản ví dụ như là tôi thấy là rất nhiều người phụ nữ buồn cười nhá. Chưa làm ra cái gì cũng về tỉ tê với chồng. Anh ơi em làm này làm kia. Tôi chẳng cần phải tâm sự cái gì cho nó mệt người ra. Vì tôi có ăn cắp ăn trộm của ai gì đâu. Thế còn nếu mà chồng biết nhá, tôi nói luôn em làm chơi làm bời thôi, em không có ý định là làm thế nọ làm thế kia, em vẫn làm tốt công việc, tóm lại là em chỉ làm thêm thôi. Nhưng mà nếu ông chồng mà gay gắt quá nói luôn là gì? Vợ chồng là một cái gánh, anh lánh được 70 cân, tôi gánh 30 cân, tôi cũng chẳng muốn chồng tôi phải đi Tây Trúc thỉnh kinh sớm, tôi cũng phải cố gắng làm để chồng tôi coi như khỏe mạnh để ở với tôi suốt đời. Nửa đùa nửa thật như thế. Mà tóm lại là gì? Phải bằng mọi cách để thuyết phục chồng. Còn nếu mà thằng chồng nó gằn quá gì, mỗi tháng đưa cho tôi 30 triệu đi, đỡ phải lằng nhằng. Một thằng chồng nó đưa mỗi tháng cho 30 triệu, các bạn không lên làm Oriflame làm gì cho nó mệt người. Các bạn nghỉ luôn đi. Có thằng chồng chả làm ra cái tích sự gì cả, nó còn rời ơi. Vợ con thì đói khổ nhau nhóc, lại còn đòi bảo không cho làm. Tóm lại, đưa 30 triệu thì không làm gì cả, ngồi chơi các bạn không phải gì phải làm hết. Một tháng em không tuyển 5 người, em phải bằng mọi cách phải tuyển được. Còn nếu em không tuyển được thì em đừng nói em làm Oriflame để lên 21. À, bạn Phương hỏi là cô cháu hỏi để duy trì thẻ tuyên viên thì bắt buộc mỗi tháng phải có đơn hàng à? Em cứ hình dung như này là trong vòng 12 tháng nếu như em không đặt đơn hàng thì em sẽ bị hủy mã số. Và nếu như mà em bỏ vài tháng mà kể cả một tháng nếu như em đặt lại thì em sẽ bị mất thêm một cái phí là phí 59.000. À 50.000 cho cái việc là duy trì mã số. Em làm chủ yếu để mình dùng mỹ phẩm cho mình xinh đẹp thôi. Ừ đúng rồi, đấy Hà Thảo đấy có một cách xử lý rất là thông minh đấy. Ví dụ như vậy. À, có nhá, trẻ con trẻ 2 tuổi uống được Wellness Balance nha em nhá. Uống bình thường pha như sữa uống nhá. À, Lê Lục hỏi là bạn cháu bị nám, cho uống Atasatin và nếu da khỏe cho dùng Nove trắng nhá. Thực ra các bạn giải quyết cái tình huống với chồng của các bạn nó thực ra nó là một nghệ thuật.
Tôi nói thật, những ông chồng yêu vợ thì không có một cái yêu sách gì của vợ mà người ta không đáp ứng. Kể cả là hái sao trên trời người ta cũng hái, nếu người ta thực sự yêu bạn. Và với người ta thực sự là gì ạ? Chiều theo ý bạn. Quan trọng là chúng ta đòi hỏi như thế nào và nghệ thuật đòi thôi. Còn tôi nghĩ rằng là đàn ông thế, người ta gọi là đàn ông, người ta mạnh nam tính mà, nhưng người ta có cực kỳ có gót sơn asin. Điều đấy chứng tỏ là nghệ thuật của những người phụ nữ mà không làm cho chồng mình nghe theo, đấy là quá kém. Tôi nói thật đấy, quá kém. Thứ nhất, một, bạn không có đủ sức hấp dẫn với chồng. Thứ hai là gì? Thứ hai là tóm lại ông chồng đấy cũng không yêu bạn. Cho nên là không hái sao trên trời cho bạn. Tóm lại là làm bằng mọi cách ông chồng nó phải nghe theo mình chứ. Nghe theo mình đây không phải ông phục tùng mình mà ông chiều theo ý của mình. Kể cả những cái ý ngu ngốc và gàn dở nhất của ông chồng vẫn chiều. Vì biết rằng đấy là con vợ hấp của mình, nó vẫn phải chiều. Bởi vì nó yêu. Mà các bạn không làm cho chồng yêu, đấy là lỗi của các bạn. Mà nếu như mà các bạn không thể làm cho chồng yêu được như thế, thì các bạn phải làm bằng mọi cách, đó là các bạn nói dối đi. Ô, em chỉ mua sản phẩm thôi, đây các bạn cứ khoe em làm Oriflame, em muốn lấy ô tô. Thế là thôi, thằng chồng bảo mày làm sao làm được. Thế, ví dụ như vậy. Vâng. Em ơi, bộ chị Nám có dùng cho con bú chả ảnh hưởng gì chị Nám nha em nhé, em bôi lên mặt cơ mà. Vâng, Hương Nguyễn Đông Hiền rồi, cảm ơn các bạn. Mình ý thì nói thật là cũng trộm vía là ông chồng ông cũng yêu vợ, thành ra là mình cũng to tiếng tí. Mà chả yêu cũng không được. Không yêu bắt yêu. Vâng ạ. Và như vậy các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Vâng, như vậy chốt lại đó là những công thức về việc làm online. Đó là các bạn đăng tuyển này, dạy cho người ta đăng tuyển, dạy cho người ta bán hàng, dạy cho người ta thực hành, dạy cho người ta tạo rào cản. Tất cả những cái đó các bạn phải dạy họ. Dạy cho người ta gọi điện, như tôi vừa gọi điện cho các bạn đấy, gọi điện tất cả đều phải dạy họ. Và họ phải làm gì ạ? Họ phải thực hành với lại mình. Vâng, Hà Quỳnh, cảm ơn cháu, yêu cháu quá. Thì các bạn sẽ tạo gì ạ? Cho họ thực hành với bạn. Sau khi họ thực hành xong rồi thì các bạn hãy cho họ ra ngoài đời. Và họ tuyển người vào, các bạn lập một nhóm 4 người, các bạn dạy cho họ. Cùng dạy với lại người tư vấn viên mới của mình, họ tập với bạn. Sau khi tập bạn xong rồi, các bạn cảm thấy họ tự tin rồi, các bạn để họ tự làm việc độc lập. Còn thời gian đầu các bạn phải theo sát họ chứ, các bạn vừa đem con bỏ chợ, họ gặp khó khăn họ nản ngay. Thì đấy là điều cuối cùng muốn chốt lại với các bạn. Và một câu muốn nói với các bạn đó là một người thầy giỏi là luôn luôn phải ra đề, phải chuẩn và bảo trợ luôn luôn đúng. Cho nên dù ngày hôm nay tôi không đúng, các bạn cũng phải nghe nếu các bạn muốn kiếm từ 10 triệu trở lên. Vậy thì các bạn phải lấy giấy bút, các bạn ghi lại, tí các bạn nghe lại và các bạn về áp dụng cho nhóm. Có rất nhiều người vì cái tự tôi quá cao không thèm học người ít tuổi hơn. Có người nghĩ rằng mình là bạn học với nó đây, mình không thèm nghe nó. Nhưng các bạn có biết không, có những người vào sau làm Oriflame nhưng họ vì chịu khó học, họ rất chăm chỉ mà lương họ rất cao. Tôi lấy ví dụ như hiện nay là anh Trần là downline của tôi cũng thế. Bạn ấy làm chưa mới hơn một năm bạn cũng chốt chức danh Gold Director. Bạn Nga Nguyễn cũng thế, cũng chốt chức danh Director. Cho dù bạn vào sau tôi hàng mấy năm, hoặc là ví dụ như bạn Trần Thị Anh cũng thế, vào sau tôi nhưng bạn ấy vẫn chốt những chức danh cao. Như vậy nếu như các bạn không chịu học hành, các bạn không chịu tiếp thu thì các bạn không bao giờ có thể thành công được. Hoàng Hồi nói mới tham gia được một tuần, hướng dẫn thế nào? Em hướng dẫn, em nếu em không hướng dẫn được em nhờ bảo trợ cấp trên của em hướng dẫn. Tạo vào thì một nhóm 4 người, nhóm chat 4 người và nghe cái người bảo trợ hướng dẫn, sau đó em học thuộc. Nhất định phải học thuộc. Vì bài này của chúng ta phải học thuộc. Đấy, ví dụ như gọi điện cũng thế. Alo, chị là Nguyễn Thị Hồng Dung, trưởng nhóm của phương pháp bạn làm online. Đấy. Phương pháp đấy đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Và nếu như em đón nhận nó thì nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của em. Và cơ hội nó chỉ đến có 1-2 lần thôi, em hãy đón nhận nó. Đấy là một cách. Rồi cho thông tin, vân vân. Và như vậy là buổi học ở đây xin tạm dừng. Xin chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Và trước khi ngủ ngon các bạn hãy vẽ ra ước mơ của các bạn, vẽ mục tiêu của các bạn. Và các bạn hãy dạy cho đội nhóm của bạn trong khoảng nửa tiếng về vấn đề này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.